Với 15 năm hình thành phát triển, nay Hoàng Quân Group tự hào là chủ đầu tư nhà ở xã hội hàng đầu khu vực phía Nam. Với sứ mệnh tiên phong hiện thực giấc mơ an cư cho người dân, công ty địa ốc Hoàng Quân đã và đang triển khai 15 dự án nhà ở xã hội, cung ứng 15.000 căn hộ khắp các tỉnh thành phía Nam, trải dài từ Nha Trang đến Bình Thuận, từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Đến với thành phố Tây Ninh, chúng tôi sẽ mang đến hàng ngàn cơ hội an cư lý tưởng cho người dân với dự án nhà ở xã hội HQC Tây Ninh. An cư lạc nghiệp là giấc mơ của bao gia đình. Một nơi an cư gần chợ, gần sông, gần đường là vị trí vàng mà bao gia đình từ trước đến nay đều mơ ước. Khi lựa chọn tổ ấm cho gia đình mình, chúng ta luôn cân nhắc, đắn đo vị trí nơi ở, giá cả như thế nào, thanh toán ra sao, có phù hợp với khả năng tài chính của mình hay không. Vậy liệu có cơ hội nào tìm được một chốn an cư có vị trí tốt và giá cả hợp túi tiền hay không? Đừng lo lắng, tổ ấm trong mơ tại nhà ở xã hội HQC Tây Ninh đang chào đón bạn. Sở hữu vị trí tâm điểm thành phố Tây Ninh với ba mặt tiền đường thông thoáng, lại được bao bọc bởi con kênh Tây Ninh xanh mát. HQC Tây Ninh sở hữu một vị trí hoàn hảo, hội tụ các yếu tố an cư tốt nhất cho cư dân. Chỉ mất ít phút thả bộ, cư dân đã có thể thỏa sức mua sắm tại chợ Tây Ninh hoặc đi đến bến xe Tây Ninh. Từ đây cũng nhanh chóng, dễ dàng kết nối đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bệnh viện Tây Ninh, Bưu điện tỉnh, trường học, v.v. Với vị thế nằm trong lòng thành phố, HQC Tây Ninh luôn đáp ứng được tất cả nhu cầu sống cần thiết cho gia đình bạn. Với tổng số 2.498 căn hộ được chia làm hai khu lớn, gồm 12 lớp chung cư, cao 15 tầng, HQC Tây Ninh là dự án nhà ở xã hội cao tầng quy mô lớn nhất tại Tây Ninh hiện nay. Trong tổng diện tích khuôn viên gần 5 hecta, với tiêu chí phủ xanh không gian sinh sống của cư dân, chủ đầu tư dành ra hẳn gần 50% diện tích cho cây xanh và các công trình tiện ích công cộng. Các căn hộ có diện tích đa dạng từ 48m² đến 69m², được thiết kế 2 phòng ngủ, đảm bảo không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi cho các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, mỗi căn hộ đều có cửa sổ để đón nhận và luân chuyển luồng sinh khí từ thiên nhiên. Từ những bản xanh công viên và dòng nước mát của kênh Tây Ninh, tạo vị thế phong thủy tương hợp, xây đắp nên cuộc sống phồn thịnh cho cư dân. Có thể nói, tại HQC Tây Ninh, chỉ một bước chân sẽ nối ngàn tiện ích. Từ tiện ích nội khu hoàn chỉnh, khép kín, đến tiện ích của hạ tầng xã hội ổn định bên ngoài. HQC Tây Ninh quy tụ những dịch vụ và tiện ích hoàn hảo cho tất cả cư dân, đều được hưởng thụ những giá trị sống tốt nhất như hồ bơi xanh mát ngay chân dự án, công viên cây xanh thoáng đãng, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại hiện đại, trường mẫu giáo, phòng tập gym, khu ẩm thực, quán cà phê, v.v. Chỉ một bước chân nối ngàn tiện ích, chỉ một bước chân cả không gian an cư hoàn hảo sẽ mở ra trước mắt, đúng như những gì bạn từng mơ ước. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội khi chọn an cư cùng HQC Tây Ninh, điểm nhấn về giá thành và phương thức thanh toán linh hoạt sẽ giúp bạn yên tâm về tài chính và không còn ngần ngại khi mua căn hộ tại đây. Là nhà ở xã hội, HQC Tây Ninh được hưởng tất cả các chính sách ưu đãi của nhà nước. Đặc biệt, khách hàng mua căn hộ HQC Tây Ninh chỉ cần trả trước 20% giá trị và 80% còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay vốn với lãi suất cực kỳ ưu đãi theo chính sách cho vay nhà ở xã hội của chính phủ. Bạn còn lo lắng gì nữa? Đây là cơ hội để hiện thực giấc mơ an cư. HQC Tây Ninh, nơi an cư tuyệt vời cho gia đình bạn.